Thưa quý vị, theo lộ trình đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm học 2020-2021, toàn ngành giáo dục sẽ thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa đối với lớp 1. Căn cứ danh mục sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cả cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh, và ngành giáo dục đã chọn được 42 trên 46 đầu sách của các nhà xuất bản theo quy định. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang khẩn trương tổ chức tập huấn triển khai chương trình sách giáo khoa mới cho cán bộ quản lý và giáo viên lớp 1 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo tốt các điều kiện khi áp dụng chương trình trong năm học tới. Hàng trăm cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đã được các chủ biên, tác giả giới thiệu một số điểm mới của sách giáo khoa tiếng Việt, toán 1, cảnh diều, một số kiểu bài, phương pháp dạy kiểu bài, cung cấp các thông tin cốt lõi về nội dung, phương pháp, cấu trúc của sách giáo khoa mới, hướng dẫn cách sử dụng sách, cách dạy các trang bài điển hình, cách sử dụng sách điện tử, thiết bị dạy học, cách tổ chức hoạt động dạy học. Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất năng lực học sinh. Do đó, việc tổ chức các hoạt động dạy học như thế nào cho hiệu quả là rất quan trọng. Với chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa, việc xã hội hóa hoạt động xuất bản sách giáo khoa đã trở thành hiện thực. Thừa Thiên Huế hiện có 42 trên 46 đầu sách sẽ được các trường triển khai phổ biến, đáp ứng các tiêu chí phù hợp với kinh tế văn hóa địa phương. Chương trình là pháp lệnh, sách giáo khoa là tài liệu. Cho nên tôi mong muốn tất cả giáo viên chúng ta cũng nên có đọc nhiều bộ sách, chứ không phải nhất cử nhất động mà cái bộ sách chúng ta chọn, để trong quá trình dạy học có cái bài đôi khi là kết nối tri thức tốt, nhưng mà có nhiều bài chúng ta phải lấy sách của cảnh diêu chúng ta dạy, hoặc là bình đẳng để chúng ta dạy. Cho nên chúng tôi mới mong muốn giáo viên quan điểm rằng chương trình là pháp lệnh, sách giáo khoa là một tài liệu tham khảo, làm sao để học trò chúng ta biết đọc biết viết cộng trừ trong phạm vi 100 theo cái yêu cầu của chương trình là tốt nhất. Cho nên chúng ta không phải nhất cử nhất động phải một bộ sách. Cái quyển sách giáo khoa cánh diều ấy, tất cả môn học ấy, thì nó thể hiện chương trình một cách sinh động nhất. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi cũng muốn nói là cái quyển sách giáo khoa cánh diều này thì nó vừa kế thừa những cái điểm tích cực của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, của sách giáo khoa phổ thông hiện hành, nhưng mà đồng thời nó có những điểm đổi mới rất là rõ rệt. Điều này giúp cho giáo viên vừa dễ dạy, vừa thấy cái quyển sách nó rất quen với mình có thể dạy được, nhưng đồng thời là cũng giúp cho giáo viên nhìn thấy triển vọng nâng cao chất lượng của cái môn học của mình. Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, học sinh lớp 1 sẽ được học thêm 5 môn học bắt buộc là đạo đức, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất và hoạt động trải nghiệm. Do đó, số lượng sách giáo khoa của lớp 1 theo chương trình hiện hành và chương trình năm 2018 là khác nhau, tăng từ 6 cuốn lên 9 đến 10 cuốn tùy từng bộ sách. Sách giáo khoa mới được biên soạn khổ lớn hơn, in hoàn toàn 4 màu trên giấy chất lượng cao, cùng nhiều yếu tố đổi mới về nội dung, phương pháp. Theo giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, bộ sách giáo khoa cánh diều 1 đã kể thừa điểm tích cực của sách giáo khoa hiện hành, đồng thời có những đổi mới căn bản. Như vậy sẽ giúp cho giáo viên dễ dạy, thấy được triển vọng của nâng cao chất lượng môn học. Tất cả các sách giáo khoa ở trong bộ sách giáo khoa cánh diều này đều thể hiện cái phương châm mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống. Tức là nói cho đúng là mình thực hiện cái nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Nhưng mà có thể nói là mình diễn đạt nó theo một cái cách mới, và nó cũng thể hiện cái triết lý thực học thực nghiệp của nghị quyết 29 của Trung ương. Nghĩa là tất cả những cái điều mà mình dạy cho học sinh là những cái điều mà cuộc sống cần, các em mới cần. Ngoài sách giáo khoa giấy, để đáp ứng nhu cầu của học sinh, giáo viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng hệ thống sách và học liệu điện tử cho cả học sinh và giáo viên. Học sinh có thể trải nghiệm trên những cuốn sách điện tử sinh động, hấp dẫn với hình ảnh, âm thanh, trò chơi, video minh họa kèm theo, hệ thống bài tập kiểm tra đánh giá. Giáo viên có thể sử dụng hệ thống sách điện tử, video bài giảng minh họa, hệ thống bài tập kiểm tra đánh giá, phục vụ hoạt động dạy học thuận tiện và hiệu quả hơn.